Đây có lẽ là một trong những chuyến đi thú vị nhất của Bear Grylls. Anh ta dùng bẫy để bắt mồi và có thịt nướng để ăn. Không chỉ thế, loại thịt nướng này ăn cực kỳ ngon miệng. Anh ta thậm chí còn bắt được tôm hùm và nướng nó lên ăn. Thật ra, nơi này là một hòn đảo hoang ở Alaska. Đây cũng là nơi mà Bear Grylls lựa chọn để thực hiện thử thách sinh tồn. Anh ta đang vô cùng phấn khích. Anh ta thực hiện nghi thức xin vía từ thượng đế rồi nhảy từ trên trực thăng xuống. Hòn đảo này có bãi cát rất hẹp, phía dưới chắc chắn sẽ có nhiều vịnh san hô và không thích hợp để hạ cánh. Do đó, Bear Grylls hướng tới vùng biển sâu để nhảy xuống. Sau khi xuống biển thì anh ta nhanh chóng bơi vào bờ. Việc đầu tiên cần làm là tìm một nơi có địa thế cao để quan sát được vị trí. Cây cối rậm rạp khiến tầm nhìn của anh bị che khuất khá nhiều. Những vách đá ở đây cũng rất trơn. Cách duy nhất để trèo lên là bám vào những cái rễ cây. Anh ta lập tức bám vào một cái rễ cây dài khoảng 4 mét và trèo lên. Cách tốt nhất để trèo cây thẳng đứng chính là cách mà anh ta đang làm. Tuy nhiên việc này yêu cầu bạn phải có thể lực đủ tốt vì nó rất tốn sức. Nhìn cách mà anh ta đu đi đu lại trên những rễ cây thì phải công nhận đẳng cấp và kinh nghiệm của anh ta. Tốn khá là nhiều sức thì anh ta đã lên tới đỉnh. Anh ta tiến sâu vào trong để thăm dò. Anh ta muốn tìm một loại cây có khả năng giữ nước trong thân cây để lấy nước uống. Phía trước của anh là một bãi đất trống, xung quanh có rất nhiều những cây cối rậm rạp. Anh ta có kế hoạch đi xuống bờ biển để dựng trại tại đó, bởi vì tại đó có nguồn tài nguyên phong phú hơn và cũng dễ để những người khác tìm thấy. Quan trọng nhất là phải tìm được nguồn nước. Anh ta đi xuống dưới quan sát và có ý tưởng di chuyển sang hòn đảo phía bên kia. Anh ta nhặt được một vài cái vỏ sò để làm vật trữ nước. Ở đây có khá nhiều rác thải nhưng không có tác dụng lắm. Anh ta còn tìm được một vùng bùn bị ẩm. Anh ta định lấy nước ngấm vào đó để uống nhưng nó không uống được. Thấy thời gian không còn sớm nữa, anh dự định sẽ dựng trại ngay bây giờ. Anh ta tìm một cái cây lớn. Bên trên cành của nó phù hợp để dựng một cái giường. Quanh đây có khá nhiều thân cây gỗ. Sau khi đặt nó lên thân cây lớn, anh ta dùng dây buộc chặt nó lại. Anh ta còn định tạo một cái tháp lửa ở dưới biển nhằm đuổi thú dữ cũng như có thể dụ cá bơi tới. Anh ta cũng làm một cây giáo nhọn nhằm hy vọng săn được cá. Ngọn lửa cháy bừng sáng lên để soi cho Bear Grylls nhìn xuống dưới nước. Thấy một con cá bơi tới, anh ta chọc chết nó. Mặc dù con cá khá là nhỏ nhưng dù sao cũng đủ để anh bổ sung năng lượng. Anh ta nướng nó lên và ăn rồi đi ngủ một giấc tới sáng mai. Sáng hôm sau, anh ta làm một cái tháp tín hiệu cầu cứu. Phương pháp đơn giản là bỏ cỏ khô lên cái tháp này và đốt để tạo ra khói nhằm thu hút thuyền ngoài biển. Lúc này điều quan trọng là tìm được nước uống. Anh ta nhìn trời và cho rằng có lẽ sắp có mưa. Chỉ cần trời mưa là anh sẽ có nước uống. Anh ta chặt đôi những thân trúc ra để làm mái che. Không chỉ có thể che mưa mà còn có thể tích nước. Mặc dù nhìn khá là phần nhưng hiệu quả lại rất cao. Tuy nhiên chỉ dựa vào số nước mưa để sinh sống trên hòn đảo này là không khả thi. Anh ta có kế hoạch làm một cái bè gỗ để di chuyển sang hòn đảo phía bên kia. Khoảng cách không xa lắm cho nên cái bè anh làm khá thô sơ. Chỉ cần có thể nổi trên mặt nước là được. Rất nhanh anh ta đã lên được bờ. Việc đầu tiên vẫn là lên cao để quan sát vị trí địa hình. Anh ta bắt đầu cảm thấy độ ẩm đang hạ xuống. Không chỉ thế anh còn phát hiện có dấu vết của động vật. Anh ta đã hiểu được địa thế của hòn đảo này. Bởi vì đã xác định là có động vật nên anh ta quyết định sẽ đi săn. Anh ta quan sát theo hướng đi từ trước của động vật và làm một cái bẫy mà thợ săn hay sử dụng. Các vật dụng cần có là thân cây gỗ và dây thừng. Cuối cùng là đặt lá cây che lại là xong. Chỉ cần con mồi nào đi qua thì nó sẽ bị tóm. Sau khi làm bẫy xong, anh ta tiếp tục di chuyển vào sâu hơn để thăm dò. Anh ta nhận ra xung quanh hình như có gì đó. Anh ta ngước nhìn về phía bên kia và thấy có một con mồi. Điều này khiến anh ta vô cùng vui mừng. Lúc này chỉ cần nghĩ cách để bắt được nó. Con mồi đáng thương không hề biết là nó đã bị nhắm tới. Anh ta vẫn đang kiên nhẫn theo dõi và chờ đợi thời cơ. Khi thấy con mồi mắc bẫy, anh ta vội vã lao ra. Con mồi đã mắc kẹt và bị anh ta giết chết. Sau khi con mồi đã chết thì anh ta cởi bẫy ra khỏi chân nó. Vậy ra con mồi này là một con lợn rừng. Trên hoang đảo có thể tìm được lợn rừng là vô cùng may mắn. Con lợn rừng này đủ cho anh ta ăn vài ngày. Bây giờ thì anh ta sẽ mang nó trở về hòn đảo cũ. Điều đáng tiếc duy nhất là anh ta không tìm được nước trên hòn đảo này. Anh ta nhanh chóng bơi vào bờ vì sợ con lợn rừng sẽ dụ cá mập tới. Anh ta lập tức bắt tay vào việc chế biến thịt. Anh ta cũng muốn làm thịt hun khói để giữ được thịt lâu hơn. Lòng của con lợn có thể làm sạch và làm dây thừng. Dạ dày của nó còn có thể là một cái túi đựng nước. Sau khi tạo lửa xong thì anh ta đã có thể làm món thịt hun khói. Bear Grylls lúc này cũng đã rất đói bụng rồi. Anh ta đặt thịt lên giá đỡ và dùng vỏ cây đậy lại. Loại thịt hun khói này có thể có hạn sử dụng tới ít nhất 1 tháng. Phần thịt còn lại thì anh ta xiên vào que rồi mang đi nướng. Sau khi nướng thịt chín rồi thì anh ta bắt đầu ăn. Tuy nhiên vì không có gia vị nên thịt khá là nhạt. Sáng sớm hôm sau, may mắn là trời đã đổ mưa. Anh ta vô cùng vui mừng và đã giải quyết được vấn đề nước uống. Cái mái che hứng nước của anh đã tích được khá nước rồi. Nguồn nước này có thể giúp anh ở lại thêm vài ngày. Anh ta vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn và muốn xuống biển bắt tôm hùm. Anh ta tự chế cho mình một cái kính để nhìn dưới nước. Sau khi ra khơi, anh ta dùng cái kính tự chế để quan sát phía dưới. Khi phát hiện ra vị trí, anh ta hít một hơi sâu rồi lặn xuống. Anh ta còn cầm một viên đá để chìm xuống dưới đáy nhanh hơn. Anh ta có thể lặn ở dưới nước 5 phút đồng hồ. Rất nhanh anh đã phát hiện ra một con tôm hùm. Tuy nhiên con tôm đã bỏ chạy. Tất nhiên là dưới này vẫn còn nhiều con tôm hùm khác nên anh ta không vội vàng. Rất nhanh thì anh ta cũng đã bắt được bọn chúng. Giờ đây anh ta mang nó về và bỏ lên lửa để nướng. Thịt vô cùng tươi và mềm. Lúc này mà có một ông bạn và một chai rượu thì có thể ngồi nhâm nhi cả ngày. Một trong những điều quan trọng trong việc sinh tồn trên hoang đảo là nguồn nước. Không có nước thì không thể sống.
con lợn rừng ở đảo bên kia có thể sinh sống, tức là trên đảo đó phải có nước. Quả nhiên anh ta đã tìm thấy một dòng sông. Anh ta dự định men theo nó để đi tới thượng nguồn. Tuy nhiên anh ta vẫn chưa thấy thượng nguồn ở đâu và phải leo qua vách đá trước mặt. Tốn rất nhiều sức thì anh ta đã leo lên trên. Anh ta đi một đoạn nữa và đã phát hiện ra rãnh nước sạch. Bây giờ thì anh ta sống ở trên này một năm nữa cũng không vấn đề gì. Lúc này anh ta đã nghe thấy tiếng của thuyền. Anh ta vội vã quay lại bờ biển và nhìn thấy một con thuyền đánh cá. Anh ta vội vã bơi về phía nó để cầu cứu. Được rồi, video tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.